Chào buổi sáng tất cả các em. Các em ơi, các em đã dậy chưa? À, ngày hôm nay các em hãy cùng với chị mở đầu cho chuyên mục dậy sớm ôn văn cùng học văn chị Hiên nhé. Trong buổi học ngày đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay, hãy cùng với chị dậy sớm và ôn lại kiến thức, ôn lại tất cả những câu thơ trong bài thơ Đồng Chí của tác giả Chính Hữu các em nhé. Xin chào tất cả các bạn. Chào ngày mới các em. Ok không? Bạn nào đã dậy rồi nhở? Bạn nào đã dậy giơ tay cho chị biết nào. Một buổi phát trực tiếp khá là bất ngờ với các bạn. Nhưng mà đây sẽ là buổi học đầu tiên mở đầu cho chiến dịch dậy sớm ôn văn cùng học văn chị Hiên. Bạn nào ủng hộ cho chiến dịch này nào? Alo, có ai ở đây không? Chết rồi, các bạn nhỏ của chị hôm nay là chưa dậy sớm rồi. Bạn nào đã lên xem buổi phát trực tiếp này rồi thì hãy gửi đến chị lời chào này, lời chúc buổi sáng đến chị ở dưới phần bình luận nhé. Được không? À ok. Xin chào Thư Mon, xin chào các em. Chào buổi sáng các bạn nhé. Được không nào? À ok. Thư Mon dậy rất là sớm này. Các bạn khác thì sao nhở? Các bạn rất là mong chờ chiến dịch dậy sớm ôn văn cùng với chị mà. Vậy thì ngày hôm nay, chị chính thức sẽ bắt đầu chiến dịch dậy sớm ôn văn cùng với các bạn. Cụ thể nội dung của chúng ta sẽ là sẽ vào sáng thứ 3 này, sáng thứ 5 và sáng chủ nhật hàng tuần. Chúng ta sẽ dậy sớm và bắt đầu từ 5 giờ sáng. Chúng ta sẽ bắt đầu cùng với nhau ôn tập lại từng câu thơ ở trong từng bài thơ hay là từng cái dẫn chứng ở trong các tác phẩm văn xuôi để chúng mình có thể nắm được kiến thức chắc hơn này. Và có những cái buổi chị sẽ chia sẻ những cái dẫn chứng liên hệ mở rộng cho chúng mình nữa. Hãy cùng nhau học với chị nhé. Ok, xin chào Trà My, xin chào em. Rồi, và ngày hôm nay để mở màn cho chiến dịch của chúng mình, hãy cùng với chị học về bài thơ Đồng Chí của Chính Hữu các em nhé. Được không nào? Các em đã thuộc bài thơ này chưa? Các bạn đã thuộc bài thơ này chưa nhỉ? Ok, rồi. Đã bắt đầu có nhiều bạn lên xem hơn rồi đây này. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại bài thơ Đồng Chí của tác giả Chính Hữu các em nhé. Ok không? Các bạn đâu hết rồi? Bạn nào đồng ý với chị nào? Bạn nào đồng ý với chị giơ tay lên nào? Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học lại về bài thơ Đồng Chí. Trước tiên là chúng ta sẽ cùng với nhau học thuộc lại bài thơ này nhá. Nào, hãy cùng với chị nhẩm lại những câu thơ trong bài thơ Đồng Chí của tác giả Chính Hữu nhá. Bắt đầu. Đồng chí. Dượng nương anh gửi bạn. À, anh... Thì là tất cả các em. Chị cũng hồi hộp như các bạn vậy đó. Được không nào? Chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bài thơ Đồng Chí của tác giả Chính Hữu. Quê hương anh nước mặn đồng chua, làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá. Anh với tôi đôi người xa lạ, tự phương trời chẳng hẹn quen nhau. Súng bên súng, đầu sát bên đầu, đêm rét chung chăn thành đôi tri kỷ, đồng chí. Dượng nương anh gửi bạn thân cày, gian nhà không mặc kệ gió lung lay, giếng nước gốc đa nhớ người ra lính. Anh với tôi biết từng cơn ớn lạnh, sốt run người vừng trán ướt mồ hôi. Áo anh rách vai, quần tôi có vài mảnh vá, miệng cười buốt giá, chân không giày, thương nhau tay nắm lấy bàn tay. Đêm nay rừng hoang sương muối, đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới, đầu súng trăng treo. Rồi ok chưa? Các bạn có đọc lại cùng với chị không? Các bạn có nhẩm thầm cùng với chị không đây? Được không nào? Thế thì bây giờ để kiểm tra các em nhá, hãy đọc lại cùng với chị về 7 câu thơ đầu trong bài thơ Đồng Chí nhá. Nào, bắt đầu. 7 câu thơ này nói về cái gì nhỉ? À, nói về cơ sở hình thành tình đồng chí, đúng không? Vậy thì 7 câu thơ này chúng ta có những cơ sở nào? Từ những câu đầu tiên này,
Quê hương anh nước mặn đồng chua, làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá. Anh với tôi đôi người xa lạ, tự phương trời chẳng hẹn quen nhau. Súng bên súng, đầu sát bên đầu, đêm rét chung chăn thành đôi tri kỷ, đồng chí. Đúng không? Nào bạn nào thuộc bài nhỉ? Bạn nào đã thuộc bài thơ đồng chí này rồi? Để lại dưới phần bình luận cho chị biết nào. Với 7 câu thơ đầu này chúng ta có cơ sở hình thành tình đồng chí, đúng không? Đó là những cơ sở là cùng chung nguồn gốc xuất thân này, cùng chung lòng yêu nước và lý tưởng chiến đấu này, cùng chung cái nhiệm vụ chiến đấu và hoàn cảnh chiến đấu, để rồi tất cả tự chung lại ở câu thơ thứ 7, đó là đồng chí. Từ anh tôi xa lạ, rồi đến anh với tôi, rồi đến đôi tri kỷ, và cuối cùng là đồng chí. Được không nào? Ok không? Đó nhá. Các bạn tự nhẩm thầm lại về 7 câu thơ đầu giúp chị nào. Thứ nhất là cơ sở về cùng chung nguồn gốc xuất thân thể hiện qua 2 câu thơ đầu. Nào. Ok đó. Các em thuộc 2 câu thơ đầu rồi đúng không? Tiếp tục đến 2 câu thơ tiếp theo là cùng chung lý tưởng và cùng chung tinh thần yêu nước. Đó là là anh với tôi đôi người xa lạ, tự phương trời chẳng hẹn quen nhau, đúng không? Đó nhá. À, về bài thơ đồng chí thì buổi tối ngày hôm qua chị đã phát trực tiếp cùng về bài thơ đoàn thuyền đánh cá thì buổi tối ngày hôm qua chị đã phát trực tiếp rồi đấy. Chị phát trực tiếp về vẻ đẹp thiên nhiên trong bài thơ đoàn thuyền đánh cá, cho nên là em xem lại nhá, được không? Cho nên là bạn Thùy Trang xem lại giúp chị nhá. Rồi. Đó là cơ sở thứ hai về tình đồng chí. Cơ sở thứ ba nào? Đó là cùng chung gì nhỉ? Cùng chung hoàn cảnh chiến đấu và nhiệm vụ chiến đấu. Đúng rồi, chính xác đấy. Các em nhớ đọc lại nhá. Có những lúc mà chị im lặng để cho các bạn tự ôn lại những câu thơ đó, được không? Vậy là xong về 7 câu thơ đầu. Chúng ta có 10 câu thơ tiếp theo. Ruộng nương anh gửi bạn thân cày, gian nhà không mặc kệ gió lung lay, giếng nước gốc đa nhớ người gia lính. Anh với tôi biết từng cơn ớn lạnh, sốt run người vừng trán ướt mồ hôi. Áo anh rách vai, quần tôi có vài mảnh vá, miệng cười buốt giá, chân không giày, thương nhau tay nắm lấy bàn tay. Đúng không? Vậy thì trong 10 câu thơ này chúng ta có gì nhỉ? Chúng ta có biểu hiện cụ thể về sức mạnh và vẻ đẹp của tình đồng chí. Vậy thì biểu hiện đầu tiên đó chính là đồng chí là chia sẻ cùng với nhau những cái tâm tư thầm kín hướng về hậu phương. Đúng không? Đó là 3 câu thơ: ruộng nương anh gửi bạn thân cày, gian nhà không mặc kệ gió lung lay, giếng nước gốc đa nhớ người gia lính. Các em thuộc 3 câu thơ này chưa? Đó chính là đồng chí là cùng chia sẻ với nhau những cái tâm tư, tình cảm cá nhân hướng về hậu phương. Ok chưa? Nhá. Những người lính họ chia sẻ với nhau không chỉ là nhiệm vụ chiến đấu, không chỉ là câu chuyện chiến tranh, mà còn là những cái câu chuyện hết sức thầm kín, những cái câu chuyện cá nhân rất hết sức giản đơn giữa những người nông dân mặc áo lính. Ok không nào? Nhá. Rồi, tiếp tục này. À, đó là chia sẻ với nhau những tâm tư tình cảm. Nhưng đồng chí còn quan trọng hơn, đó chính là chia sẻ với nhau những cái khó khăn vất vả trong cuộc đời người lính. Ok không? Nhá. Đó, vậy thì những khó khăn vất vả đó là gì nhỉ? Đúng rồi. Anh với tôi biết từng cơn ớn lạnh, sốt run người vừng trán ướt mồ hôi. Áo anh rách vai, quần tôi có vài mảnh vá, miệng cười buốt giá, chân không giày, thương nhau tay nắm lấy bàn tay. Ok không? Thấy chưa? Vậy là xong 10 câu thơ tiếp theo nhá. Nào các bạn hãy đến với, cùng với chị đến với 3 câu thơ cuối cùng. Đó là một biểu tượng đẹp và đầy chất thơ về tình đồng chí và người lính. Đúng không nào? Đó là 3 câu thơ gì nhỉ? Đêm nay rừng hoang sương muối, đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới, đầu súng trăng treo. Thấy chưa? Các bạn đã cùng với chị, chúng mình ôn lại từng câu thơ trong bài thơ đồng chí này. Ôn lại cái gì nhỉ? Ôn lại cả cái bố cục phân tích của bài thơ này nữa. Các em đã thuộc chưa? Đã nhớ chưa? Xin chào Ngô Thảo Nhi, xin chào em. Các bạn đã nhớ chưa nhỉ? Ok không? Các em ok chưa? À, xin chào Nguyễn Hoàng, bạn nào ok rồi để lại dưới phần bình luận chị biết với nào. Để chị biết là chị đang không học một mình, các em cũng cùng học với chị chứ đúng không?
Các bạn có cùng học với chị không? Chị vừa cùng với các bạn này đọc lại toàn bộ bài thơ đồng chí, chia bố cục phân tích nữa. À ok, thuộc rồi đúng không? Ok rồi nhá. Vậy nào, cùng với chị một lần nữa đọc lại toàn bộ bài thơ đồng chí nào. Bắt đầu. Đồng chí. Quê hương anh nước mặn đồng chua, làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá. Anh với tôi đôi người xa lạ, tự phương trời chẳng hẹn quen nhau. Súng bên súng, đầu sát bên đầu, đêm rét chung chăn thành đôi tri kỷ, đồng chí. Ruộng nương anh gửi bạn thân cày, gian nhà không mặc kệ gió lung lay, giếng nước gốc đa nhớ người ra lính. Anh với tôi biết từng cơn ớn lạnh, sốt run người vừng trán ướt mồ hôi. Áo anh rách vai, quần tôi có vải mảnh vá, miệng cười buốt giá, chân không giày, thương nhau tay nắm lấy bàn tay. Đêm nay rừng hoang sương muối, đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới, đầu súng trăng treo. Rồi, ok, vậy là chúng mình thuộc rồi nhá, được không nào? Ok ok, rồi. Bài thơ đồng chí cũng rất là đơn giản đúng không? Tuy nhiên, ở đây chúng ta sẽ không dừng lại ở chỉ bài thơ đồng chí, mà chị sẽ cung cấp đến với các bạn một bài thơ khác của tác giả chính hữu mà chúng ta có thể sử dụng làm liên hệ mở rộng trong bài thơ này nhá. Ok không? Đồng ý với chị không nào? Chúng mình có đồng ý là sẽ học thêm cùng với chị một vài câu thơ ở trong một bài thơ khác của bài thơ của tác giả chính hữu để mở rộng thêm cho bài thơ đồng chí không? Các em có đồng ý không? Ok không? Đó là bên cạnh việc mà kiểm tra bài của các bạn, kiểm tra xem các bạn đã thuộc chưa và bù những cái kiến thức mà các em chưa thuộc về thơ, thì chị còn giúp các bạn sẽ mở rộng thêm một vài những cái bài thơ hay khác phù hợp với nội dung của bài thơ này để chúng ta liên hệ mở rộng nhá. Được không nào? Ok, xin chào Thanh Minh, xin chào các bạn. Đồng ý, đúng không? Đồng ý hai tay hai chân luôn. Bạn nào đồng ý thì đừng tiếc một phần chia sẻ giúp chị nhá. Chia sẻ những phần phát trực tiếp này để chị có thêm động lực. Chúng ta sẽ mở rộng, được không? Chúng ta sẽ mở rộng với một bài thơ khác. Các em sẽ cùng ghi với chị luôn nhá. Chúng ta sẽ mở rộng với một bài thơ khác. Sẽ học thuộc ngay những cái câu thơ mở rộng này luôn. Đó chính là những câu thơ ở trong bài thơ gì nhỉ? Đúng rồi, giá từng thước đất. Ồ, hình như bút chị hết mực mất rồi. Đợi chị một xíu nhá. Chúng ta có những câu thơ trong bài thơ giá từng thước đất. Giá từng thước đất các em nhé. Bạn nào đã biết đến bài thơ này rồi nhở? Cũng của tác giả chính hữu luôn. Cũng của tác giả chính hữu các em ạ. Đây cũng là một trong những bài thơ rất là hay của chính hữu, và là một trong những bài thơ nổi tiếng làm nên tên tuổi của tác giả này. Chính hữu thì với cái sự nghiệp sáng tác Quý Hồ Tinh Bất Quý Hồ Đa, tức nghĩa là ông sáng tác không nhiều, nhưng bài thơ nào cũng có thể ghi dấu trong lòng bạn đọc với những ấn tượng vô cùng sâu sắc. Vậy thì bên cạnh đồng chí thì giá từng thước đất cũng là một bài thơ như thế. Giá từng thước đất có những câu thơ như sau. Hãy cùng học thuộc với chị này. Đây là một bài thơ khá là dài. Đầu tiên chị sẽ đọc lại toàn bộ bài thơ cho các bạn nhé. Nhưng chúng ta sẽ chỉ chọn lọc ra một phần để học thuộc thôi. 56 ngày đêm bom gầm pháo dội, ta mới hiểu thế nào là đồng đội. Đồng đội ta là hớp nước uống chung, nắm cơm bẻ nửa, là chia nhau một trưa nắng, một chiều mưa, chia khắp anh em một mẫu tin nhà, chia nhau đứng trong chiến hào chật hẹp, chia nhau cuộc đời, chia nhau cái chết. Bạn ta đó ngã trên dây thép ba tầng, một bàn tay chưa rời báng súng, chân lưng chừng nửa bước xung phong. Ôi những con người mỗi khi nằm xuống vẫn nằm trong tư thế tiến công. Bên trái Lò Văn Sự, bên phải Nguyễn Đình Ba, những đêm tiến công, những ngày phòng ngự, có phải các anh vẫn còn đủ cả trong đội hình đại đội chúng ta?
Khi bạn ta lấy thân mình đo bước, chiến hào đi, ta mới hiểu giá từng thước đất. Các anh ở đây, trận địa là đây, trận địa sẽ không lùi nửa thước, không bao giờ để mất mảnh đất các anh nằm. Được không? Đó là toàn bộ bài thơ Giá từng thước đất của tác giả Chính Hữu. Tuy nhiên chúng ta sẽ cùng với nhau học thuộc những câu thơ đầu gắn chặt với cả nội dung về tình đồng chí để có thể liên hệ với bài thơ đồng chí các em nhé. Những câu thơ như sau. Những câu thơ như sau này. 56 ngày đêm. Cùng chị ghi lại luôn nhé. Các bạn cũng hãy sắm luôn một cái quyển sổ nho nhỏ để học thuộc cùng với chị này. 56 ngày đêm. Bom gầm, pháo dội. Ok chưa? Ta mới hiểu thế nào là đồng đội. Đúng không? Đồng đội ta là hớp nước uống chung. Nắm cơm bẻ nửa. Là gì nữa nhở? Là chia nhau một trưa nắng, một chiều mưa. Gì nữa nhở? Chia khắp anh em một mẩu tin nhà. Gì nữa nào? Chia nhau đứng trong chiến hào chật hẹp. Chia nhau cuộc đời. Chia nhau cái chết. Ok chưa? Ừ, đó. Các bạn đã nắm được chưa nào? Các em cũng cùng ghi lại với chị nhá. À, mạng yếu quá à. Cố gắng khắc phục vậy nhá. Ừ, rồi. Đó, các bạn đã kịp ghi lại những vần thơ này chưa? Đây là những vần thơ rất xúc động về tình đồng chí. Chúng ta có những câu thơ trong bài thơ Giá từng thước đất. Những câu thơ này các em có thể liên hệ với đầu tiên là với cơ sở hình thành tình đồng chí. Đó là việc mà cùng chung nhiệm vụ chiến đấu, đúng không nào? Cùng chung cái lý tưởng chiến đấu, cùng chung cái cuộc sống trong quân ngũ. Đó là... anh với tôi đôi người xa lạ tự phương trời chẳng hẹn quen nhau, súng bên súng đầu sát bên đầu, đêm rét chung chăn thành đôi tri kỷ đồng chí. Đó, thì các em cũng có thể liên hệ với những câu thơ này, hoặc chúng ta cũng có thể sử dụng những câu thơ này liên hệ cho cái việc là đồng chí là chia sẻ với nhau từng cái khó khăn vất vả trong cuộc đời người lính, thì cái đó là phù hợp hơn cả. Với những câu thơ là gì nhỉ? Anh với tôi biết từng cơn ớn lạnh, sốt run người vừng trán ướt mồ hôi, áo anh rách vai, quần tôi có vài mảnh vá, miệng cười buốt giá, chân không giày, thương nhau tay nắm lấy bàn tay. Chúng ta có thể liên hệ đó là tình đồng chí đồng đội giúp cho người lính có được những cái hành động vô cùng ấm áp, thương nhau tay nắm lấy bàn tay, nắm tay để chia sẻ hơi ấm trong mùa đông giá lạnh, nắm tay để cùng nhau động viên quyết tâm chiến đấu, nắm tay để chia sẻ, để yêu thương, để đùm bọc, rồi sau bắt đầu trích lại những cái câu thơ này ra, được không? 56 ngày đêm bom gầm pháo dội, ta mới hiểu thế nào là đồng đội.
đồng đội ta là hớp nước uống chung, nắm cơm bẻ nửa là chia nhau một trưa nắng, một chiều mưa, chia khắp anh em một mẫu tin nhà, chia nhau đứng trong chiến hào chật hẹp, chia nhau cuộc đời, chia nhau cái chết. Ok không? Rồi bây giờ phải quyết tâm học thuộc với chị những câu thơ này nhá. Bắt đầu này. Đầu tiên phải nhớ được là tên thi phẩm đó là Giá từng thước đất của tác giả Chính Hữu. Chúng ta có những câu thơ như sau. Thứ nhất nhá. Nào, đầu tiên, 56 ngày đêm bom gầm pháo dội, ta mới hiểu thế nào là đồng đội. Đúng không? Ok chưa? Hai câu thơ đầu nhá. Tiếp tục này, những câu thơ tiếp theo. Đồng đội ta là nắm cơm bẻ nửa. Đúng không? À, chị nhầm, đồng đội ta là hớp nước uống chung. Đấy, chị phải học thuộc cùng với các bạn luôn, không chị cũng rất hay nhầm đấy. Các em học thuộc cùng với chị nhá. Đồng đội ta là hớp nước uống chung, nắm cơm bẻ nửa. Đấy, tiếp tục. Tiếp tục, ba câu là tiếp theo là chúng ta học được 5 câu rồi này. 56 ngày đêm bom gầm pháo dội, ta mới hiểu thế nào là đồng đội. Đồng đội ta là hớp nước uống chung, nắm cơm bẻ nửa. Được chưa? Đây là tiếp tục những câu thơ có điệp từ chia này. Là chia nhau một trưa nắng, một chiều mưa, chia khắp anh em một mẫu tin nhà, chia nhau đứng trong chiến hào chật hẹp, chia nhau cuộc đời, chia nhau cái chết. Câu thơ cuối cùng rất là xúc động đúng không? Chia nhau cuộc đời, chia nhau cái chết. Là đồng đội thì có thể chia sẻ với nhau bất cứ những cái khó khăn gian lao hay thậm chí là sự hy sinh, mất mát, đúng không nào? Nhá. Rồi, vậy là đầu tiên là 3 câu thơ, là 4 câu thơ chứ. Ừ, đến 5 câu thơ đi. 5 câu thơ đầu tiên này này. 5 câu thơ đầu tiên này, chúng ta sẽ ghi nhớ là cái hoàn cảnh chiến đấu nhá. Là 56 ngày đêm bom gầm pháo dội, ta mới hiểu thế nào là đồng đội. Đồng đội ta là hớp nước uống chung, nắm cơm bẻ nửa. Ok chưa? Nhá. Hoàn cảnh chiến đấu, hoàn cảnh chia sẻ với nhau này. Tiếp tục là 4 câu thơ có điệp từ chia này. Là chia nhau một trưa nắng, một chiều mưa, chia khắp anh em một mẫu tin nhà, chia nhau đứng trong chiến hào chật hẹp, chia nhau cuộc đời, chia nhau cái chết. À, các bạn đã thuộc chưa? Ok chưa? Các bạn đã thuộc bài thơ này chưa? Thuộc những câu thơ này chưa? Nào chị hỏi lại nhá. Chúng ta có 5 câu thơ đầu tiên là như thế nào nhở? Hoàn cảnh chiến đấu nào? Tự nhẩm lại cùng với chị. 56 ngày đêm bom gầm pháo dội, đúng không? Câu thơ tiếp theo, ta mới hiểu thế nào là đồng đội. Tiếp tục này, đồng đội ta là hớp nước uống chung, nắm cơm bẻ nửa. Đúng không? Rồi ok nhá, 5 câu thơ đó. À, sắp thuộc rồi, cố gắng thuộc luôn để chúng ta ghi nhớ này. Tiếp tục nhá, đó là 5 câu thơ về hoàn cảnh chiến đấu, về hoàn cảnh mà những người lính chia sẻ với nhau. Tiếp tục là 4 câu thơ mà mang cái điệp từ chia, để xem là những người lính này chia sẻ với nhau những cái gì nhở. Đầu tiên là chia nhau một trưa nắng, một chiều mưa, đúng không? Chia khắp anh em một mẫu tin nhà, chia nhau đứng trong chiến hào chật hẹp, chia nhau cuộc đời, chia nhau cái chết. Được không nào? Ok chưa? Các bạn thuộc chưa? Các bạn đã thuộc chưa nào? Ok không? Nào, những chiến binh dậy sớm cùng với chị, các em đã thuộc những câu thơ trong bài thơ Giá từng thước đất, sử dụng để chúng ta liên hệ mở rộng khi phân tích bài thơ đồng chí chưa nào? À, gần thuộc rồi. Đọc lại cùng với chị nhá. Nào, đọc lại cùng với chị. Bắt đầu. Giá từng thước đất của Chính Hữu, những câu thơ đầu tiên như sau. 56 ngày đêm bom gầm pháo dội, ta mới hiểu thế nào là đồng đội. Đồng đội ta là hớp nước uống chung, nắm cơm bẻ nửa, là chia nhau một trưa nắng, một chiều mưa, chia khắp anh em một mẫu tin nhà, chia nhau đứng trong chiến hào chật hẹp, chia nhau cuộc đời, chia nhau cái chết. Chúng ta có 9 câu thơ như vậy thôi, cố gắng thuộc nào các bạn. Thuộc chưa? Ok không? Ừ, đây này, đấy, Thu Hoài thuộc rồi, ok, rất tốt. À, Savia Nguyễn cố gắng lên nào.
cố gắng lên, chúng ta hãy chia ra. Thứ nhất là chúng ta nhớ được cái nội dung của nó, được không? Có 5 câu thơ đầu là về cái hoàn cảnh mà những người lính này chia sẻ cùng với nhau. Hãy nhớ câu thơ đầu tiên để không bị quên. Từ câu thơ đầu tiên chúng ta sẽ khơi gọi ra những câu thơ tiếp theo. Nhớ cái con số nhá, 56 ngày đêm, đúng không? 56 ngày đêm, 56 ngày đêm bom gầm pháo dội. Đó, 56 ngày đêm bom gầm pháo dội. Tiếp tục câu thơ tiếp theo nó vần với cả cái từ dội ấy. Ta mới hiểu thế nào là đồng đội. Đây, chị ghi ra rồi mà, được không? Chị ghi ra rồi, chị đang chia đi để cho các bạn học thuộc cùng với chị đấy, được không? Đây, nhớ ghi lại nhá. Các em cũng chuẩn bị một cái cuốn sổ có thể nhỏ xinh như thế này thôi để học thuộc cùng với chị vào mỗi buổi sáng, được không nào? Một cuốn sổ nhỏ xinh, nhỏ xinh. Đó, 56 ngày đêm bom gầm pháo dội, ta mới hiểu thế nào là đồng đội. Đồng đội ta là hớp nước uống chung, là nắm cơm bẻ nửa, đúng không? Nắm cơm bẻ nửa là chia nhau một trưa nắng, một chiều mưa, chia khắp anh em một mẫu tin nhà, chia nhau đứng trong chiến hào chật hẹp, chia nhau cuộc đời, chia nhau cái chết. À, Đức Nam ơi, trong buổi sáng ngày hôm nay chị đã cùng với các bạn đọc thuộc về bài thơ Đồng Chí của Chính Hữu, đúng không? Đã thuộc về bài thơ Đồng Chí của Chính Hữu rồi, thuộc cả bố cục phân tích rồi. Sau đó thì chị cùng với các em mở rộng thêm, chúng ta học thêm một cái dẫn chứng để liên hệ mở rộng khi phân tích bài thơ này nhá, được không nào? Đồng Chí của Chính Hữu thì các em thuộc rồi, đúng không? Bắt buộc các bạn phải thuộc thơ. Khi mà thuộc thơ rồi, chúng ta sẽ rất tự tin trong quá trình phân tích, bởi vì chúng ta cứ bám vào những cái hình ảnh thơ ở trong đó để phân tích thôi mà, đúng không nào? Nào, thuộc những dẫn chứng này chưa hả các em? Đây cũng là một bài thơ trong tập Đầu Súng Trăng Treo cùng với bài thơ Đồng Chí của tác giả Chính Hữu đấy các em ạ. Bài thơ này ra đời trong khoảng thời gian từ năm 1954 đến năm 1961. Ok không? Nhá. Được không? Thực rồi đúng không? Ok, rất tốt. Rất tốt, rất tốt, chính xác. Cố gắng lên nhá. Cố gắng lên, và khi chúng ta phân tích thì chị cũng nhấn mạnh rồi đấy, những câu thơ này chúng ta có thể dùng để liên hệ mở rộng khi mà phân tích về cái biểu hiện của tình đồng chí, đúng không? Biểu hiện của tình đồng chí đó là gì nhỉ? Anh với tôi biết từng cơn ớn lạnh, sốt run người, vừng trán ướt mồ hôi, áo anh rách vai, quần tôi có vải mạnh vá, miệng cười buốt giá, chân không giày, thương nhau tay nắm lấy bàn tay. Đấy, cái nắm tay truyền cho nhau hơi ấm, cái nắm tay để chia sẻ, để yêu thương, để đùm bọc. Xong bắt đầu trích những câu thơ này ra là ok, được không nào? Và chúng ta cũng cần hiểu được cái nội dung chính của những câu thơ này nhá. Trước tiên là những người đồng chí đồng đội sống trong cái hoàn cảnh vô cùng ác liệt của chiến tranh thì họ mới thấm thía hơn được giá trị của tình đồng chí. Thế nào là đồng đội mà? Đồng đội được định nghĩa bởi là chia sẻ với nhau từng cái chi tiết nhỏ, chia sẻ với nhau từng cái yếu tố nhỏ trong cuộc đời người lính, là hớp nước uống chung này, nắm cơm bẻ nửa, những hình ảnh vô cùng giản dị, đúng không? Rồi, với điệp từ chia thì tác giả Chính Hữu đã đem đến cho chúng ta những cái khoảnh khắc, những cái hoàn cảnh sống và chiến đấu khác nhau của người lính này. Là một trưa nắng, một chiều mưa, họ cũng có thể chia sẻ với nhau. Một mẫu tin nhà, những cái tình cảm cá nhân hết sức là bình dị, giản đơn, đúng không? Thì họ cũng chia sẻ với nhau. Rồi chia nhau đứng trong chiến hào chật hẹp, và đặc biệt cảm động hơn cả đó chính là chia nhau cuộc đời, chia nhau cái chết, được không? Rồi, ok nhá. Đó, thì trong buổi học ngày hôm nay, một chút xíu thời gian chúng ta đã cùng với nhau ôn lại được về toàn bộ bài thơ Đồng Chí. Bên cạnh đó còn học thuộc thêm một cái dẫn chứng liên hệ mở rộng rất là hay nữa. Các em có thấy hấp dẫn với cái nội dung buổi học ngày hôm nay không? Các bạn có muốn chị tiếp tục với những buổi học như thế này không? Chúng ta sẽ có khoảng độ 3 đến 4 buổi để ôn đi ôn lại kiến thức của một bài, được không? Bên cạnh việc là học thuộc thơ về bài thơ đó này, chúng ta còn học những cái dẫn chứng, học những cái nhận định liên quan đến bài thơ này. Và học là học thuộc luôn đấy nhá, chứ không phải là chỉ liệt kê ra để các bạn biết đến đâu, mà chúng ta phải học thuộc luôn. Thuộc luôn để mình sử dụng, được không? Ok. Nào, bạn nào vẫn còn đang xem và chị dạy vào sáng thứ 3 này, sáng thứ 5 và sáng chủ nhật hàng tuần các em nhé, được không?
Còn những buổi sáng khác, những chị sẽ dạy bằng cách là chị sẽ dạy với cái lịch đó là buổi sáng cách đoạn, được không? Có nghĩa là thứ ba, thứ năm và chủ nhật mỗi tuần là 3 buổi như vậy. Nhưng những buổi sáng khác các em cũng hãy chủ động dậy sớm. Không học thuộc môn văn thì là học thuộc những môn học khác và ôn tập kiến thức của những môn học khác nữa mà. Được không nào? Ok, rồi. Đồng ý thì hãy chia sẻ với chị nhé. Chia sẻ những phần phát trực tiếp như thế này để chị có thêm động lực. Rồi, ok. Vậy là buổi học ngày hôm nay chúng ta đã cùng nhau học thuộc bài thơ Đồng Chí này, học thuộc dẫn chứng liên hệ trong bài thơ Giá từng thước đất cũng của tác giả Chính Hữu. Chị mong rằng những buổi sau các bạn sẽ lại tiếp tục dậy sớm cùng với chị và học thuộc thêm thật nhiều những kiến thức hay các em nhé. Ok chưa? Rồi, còn buổi học ngày hôm nay chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tại đây. Chúc các em có một ngày học tập thật là hiệu quả. Bạn nào mà tham gia những cái kỳ thi thi đua chào mừng 20 tháng 11 thì chúc các em sẽ thật là nhiệt tình này, sẽ thật hăng say và đạt được kết quả như mong muốn các bạn nhé. Rồi, ok, rất là cảm ơn các em và hẹn gặp lại các em trong những buổi học lần sau. Bye bye!